Thưa quý vị, một sông băng ở Nam Cực có kích thước bằng bang Florida của Mỹ đang trên bờ vực sụp đổ. Đây là lời cảnh báo mới được đưa ra bởi các nhà khoa học thuộc Liên minh Địa vật lý Mỹ cho thấy sự nghiêm trọng của tình trạng biến đổi khí hậu. Các phát hiện dựa trên hình ảnh vệ tinh mới của sông băng Thwaites ở Nam Cực, nơi được đặt biệt danh là sông băng ngày tận thế, cho thấy sự gia tăng của các vết nứt trên bề mặt của nó. Theo các chuyên gia, thềm băng phía đông vốn được coi là ổn định nhất do tiếp giáp với một ngọn núi lại đang có khả năng vỡ thành hàng trăm tảng băng trôi khi các vết nứt phát triển. Nếu phần phía đông của sông băng sụp đổ, toàn bộ mọi thứ khác cũng sẽ sụp đổ. Những gì chúng tôi tìm thấy bên dưới sông băng, nước rất ấm, nhiệt độ cao hơn điểm đóng băng tại chỗ khoảng 1,5 độ, rất nhiều nhiệt lượng có sẵn để làm tan băng và rất nhiều băng đang tan chảy, khiến mức nước biển dần cao lên. Trong vòng khoảng 40 năm qua, sông băng này đã mất đi 600 tỷ tấn băng. Các chuyên gia ghi nhận sự tan chảy bình thường của nó vốn đã góp phần vào khoảng 4% mực nước biển dâng hàng năm, chưa nói đến việc nếu sông băng này sụp đổ hoàn toàn.